sinh vì đói và nghỉ học, các cô giáo ở một trường tiểu học ở Kon Tum đã đăng bán trên mạng hai con lợn rừng do nhà trường nuôi để lấy kinh phí nuôi các em ăn học bán trú. Đúng là một thứ tình cảm thiêng liêng chỉ có tình mẫu tử mới có được.